Tử vi tuổi Ất Mùi, sinh năm 1955, năm 2021 Tân Sửu, xung Thái Tuế, hiểm họa trùng trùng, xui xẻo tần mạng, thậm chí tán gia bại sản. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người ta thường nói sự cố gắng chưa bao giờ là vô nghĩa, bởi chỉ cần gieo hạt và cố gắng chăm sóc mỗi ngày thì chắc chắn sẽ đạt được những quả ngọt xứng đáng nhất. Cũng giống như câu sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng có lẽ điều này hoàn toàn sai đối với người tuổi Ất Mùi vừa phải trải qua một năm hại Thái Tuế và dịch bệnh, liên tiếp gặp phải khó khăn. Sang năm mới, tuổi Ất Mùi lại phạm phải xung Thái Tuế. Khó khăn lại chồng chất khó khăn, hiểm họa trong năm trùng trùng, liên tiếp xảy đến khiến mọi thứ dần đi đến bế tắc. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Ất Mùi có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Ất Mùi thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi năm 2021 của tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 cho thấy trong năm tuổi Ất Mùi xung Thái Tuế, hiểm họa trùng trùng. Sửu, Mùi, tương xung lại thêm thất sát hung tinh khắc chế nên hung nhiều hơn cát. Sự nghiệp khó bề được như ý sẽ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn. Trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp, chấp pháp nếu không muốn tự dốc họa vào thân. Có thể trong năm bạn sẽ có vài sự chuyển dịch về chỗ ở hay chỗ làm. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay những chuyện tà bí. Ngoài ra, hàng loạt hung tinh như tuế phá và tài sát còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với mệnh chủ. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay những sự công kích nghiêm trọng. Tài vận của tuổi Ất Mùi năm 2021 không được vượng. Tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cư khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống. Nên tập trung vào công việc chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay chơi cờ bạc đỏ đen. Tuy tuế can tân kim lộ xuất thiên tài, nhưng thiên tài lại bị thái tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế trong năm nay, bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm. Đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt, mất tiền, hao của. Đặc biệt trong năm nay, bản mệnh sẽ vướng vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp thì càng tốt. Đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định, trái với pháp luật vì hám lợi nhất thời. Chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Trong năm, đôi khi những người tuổi Ất Mùi có thể có những cảm xúc không ổn định, cho nên mối quan hệ với bạn đời của họ sẽ không còn thân thiết như trước và thậm chí sẽ có nhiều cuộc cãi vã trong cuộc sống hôn nhân. Nếu có thể, bạn hãy dành nhiều thời gian để làm những việc thích và dành nhiều không gian cho bạn đời. Điều này có thể giúp thiết lập không khí gia đình thoải mái và dễ chịu. Đáng chú ý nhất là sức khỏe của bạn vì xác suất mắc các bệnh lớn trong năm nay là cao hơn. Miễn là bạn cảm thấy một số khó chịu trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên đến bệnh viện ngay lập tức để kiểm tra và chỉ bằng cách này bạn có thể phát hiện và chấp nhận điều trị sớm. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Ngoài ra, kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ. Quý vị thân mến,
để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Ất Mùi sẽ phải trải qua, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình tử vi của tuổi Ất Mùi qua tất cả các phương diện về mặt sự nghiệp. Mệnh chủ tuổi Ất Mùi năm nay xung thái tuế, sự nghiệp gặp nhiều cản trở, thậm chí tụt dốc. Làm việc có nhiều sóng gió, bạn cần bình tĩnh quan sát, đợi chờ cơ hội, không thể hành sự lỗ mãng. Năm nay, nhân duyên của tuổi Ất Mùi rất kém. Chính vì vậy mà trong công việc không có được sự ủng hộ, dễ dàng đắc tội với cấp trên hay làm mất những khách hàng tiềm năng. Mọi thứ đều bị cản trở. Nếu có thể, hãy lùi về phía sau và bàn giao công việc cho những người có năng lực giải quyết nó. Như vậy, có thể níu giữ chân khách hàng, tránh được khủng hoảng hiệu suất. Nếu bạn muốn thay đổi môi trường làm việc của mình và tìm kiếm một không gian rộng hơn để phát triển hoặc chủ động kế hoạch, hoặc nếu đơn vị có ý định mở rộng một ngành nghề nào đó hay muốn thử sức, tìm kiếm sự phát triển thì sẽ phải thực sự chắc chắn. Đối với tuổi Ất Mùi, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bạn đã thảnh thơi hoặc làm ít dần hoặc sắp nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu bạn vẫn còn đang làm việc, hãy chắc chắn rằng đặt sức khỏe lên hàng đầu. Cuộc sống rất ngắn ngủi và được cho là có một cuộc sống dễ dàng, vô tư sau khi dành phần lớn cuộc đời để làm việc. Đó là cuộc sống của bạn. Lúc này, bạn nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là làm việc không tốt cho bạn. Bạn chỉ cần lập một kế hoạch hợp lý và đừng quá bận rộn hay mệt mỏi. Để có thể phát triển sự nghiệp ở độ tuổi trung niên, Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp, giúp bản mệnh thăng quan, tiến chức trong năm nay. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí và cải mệnh cho tuổi 1955. Về mặt tài lộc, vì xung thái tuế nên tuổi Ất Mùi năm nay tài vận nhiều loạn, lại có lan can và đại hao phá hoại nên càng tệ hơn. Con đường phát triển kinh doanh đang đình trệ, có hiện tượng hao tài. Cùng với đó, trong cuộc sống dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, gặp phải thị phi liên tục. Cộng thêm, áp lực kinh tế rất lớn, có thể gây ra nợ xấu, nên mệnh chủ cần chú ý nhiều hơn. Bạn cần đưa ra định hướng chi tiết cho bản thân. Mệnh chủ tuổi Ất Mùi năm nay tốt nhất hãy theo định hướng là động chung cầu tài để giảm bớt sự ảnh hưởng của các tác động xấu do bị thái tuế phá gây ra. Năm nay, tài vận rất khó được như ý. Kiến nghị nên đặt trọng tâm vào con người, đợi đến lúc vận thế tăng lên rồi mới tính đến bước tiếp theo. Nếu bạn đủ may mắn để kiếm được tiền, đừng tham lam. Nếu bạn giỏi, bạn sẽ nhận được nó. Nếu có hành động tốt, sẽ có thể ổn định nguồn tài chính của mình. Bạn không nên đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của vận xung thái tuế. Năm nay là năm của sự chăm chỉ, cũng là một năm thích hợp cho các chuyến công tác. Nếu bạn cần đi đến những nơi khác để phát triển sự nghiệp, bạn có thể thay đổi, thích nghi với những sáng tạo và đổi mới. Trong năm 2021, bị thái tuế kìm kẹp, khiến tài vận tuột dốc không phanh. Để có thể kích hoạt tài lộc, tăng may mắn và tạo nhiều cơ hội, bản mệnh hãy mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, từ đó chiêu cát lành và tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang theo bên mình, bạn sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ trong quá trình đầu tư, kinh doanh và con đường phát triển sự nghiệp. Về mặt tình cảm, sang năm mới, do có sát tinh nhập hạn nên nam mệnh Ất Mùi sinh năm 1955 gặp nhiều sóng gió, biến động trong gia đạo. Nhiều nhà nảy sinh bất đồng, mâu thuẫn, cãi vã, thị phi, mệt mỏi, muộn phiền. Mệnh chủ Ất Mùi vì ảnh hưởng của hại thái tuế cho nên nền tảng không được chắc chắn sẽ là một thử thách vô cùng lớn. Hơn nữa, tình cảm gặp phải tân kim và tỷ kiếp. Bản mệnh trong năm dễ dàng mẫn cảm cực đoan, có các hiện tượng như xung đột với mọi người trong nhà, đồng thời cũng sẽ bị bên thứ ba phá rối, có cãi vã, tranh chấp. Nếu như năng lực quyết định không vững, khó chống cự lại sức hấp dẫn sẽ dẫn đến sóng gió cho gia đình. Trong họ hàng, gia tộc của tuổi Ất Mùi thường có người bị đau yếu, xấu nhất thì xảy ra tang sự. Đồng thời, việc chăn nuôi bất lợi, gia súc, chim cảnh, thú cảnh có nguy cơ bị bệnh,
phải chăm sóc bằng các biện pháp thú y và nặng có thể chết. Trong năm 2021, có thể thấy về mặt tình cảm của bản mệnh có chuyển biến không tốt. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt. Về mặt sức khỏe, năm 2021, sức khỏe của tuổi Ất Mùi sinh năm 1955 chịu nhiều tổn hại. Sửu thổ có sức ảnh hưởng lớn sẽ khiến cho yếu tố kim khí bị vùi lấp. Mệnh chủ sẽ thường bị các bệnh liên quan tới hệ thống hô hấp, cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết. Một số người có thể gặp vấn đề về thận. Trong năm nay, bản mệnh không nên nóng nảy, chủ động gây thị phi, mâu thuẫn với người khác. Trong các buổi liên hoan, tụ tập cũng như trong cuộc sống, cần biết giữ mình, không nên lạm dụng bia, rượu, thuốc lá hoặc có thái độ sống quá phóng túng, gây ảnh hưởng cho sức khỏe về lâu, về dài. Nếu có thời gian rảnh, nên thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời, rèn luyện sức khỏe. Mệnh chủ Ất Mùi, năm nay sức khỏe của bản thân và người nhà đều dễ dàng xuất hiện bệnh tật, thậm chí có khả năng bệnh cũ tái phát trở lại. Tình trạng bệnh vặt khó trị phát sinh, cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe bản thân. Nếu như cảm thấy không khỏe, phải kịp thời tránh chữa. Hàng ngày nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của người trong nhà. Đặc biệt, người Ất Mùi sinh năm 1955 cần tránh đến những nơi u ám, ẩm ướt. Nếu không, sẽ khiến cơ thể không thích nghi được, gây tổn hại lớn. Ở độ tuổi lục tuần, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn, suy nghĩ tích cực và cố gắng chăm sóc bản thân. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Ngoài những việc đó, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.